vì sao Bộ trưởng Đào Hồng Lan thoát tội trong vụ án AIC và Nguyễn Nhân Chiến. Vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, Bộ trưởng Công an Tô Lâm liên tiếp cho bắt những nhân vật trọng yếu trong quan hệ thống chính trị Việt Nam, đó là các bí thư tỉnh ủy như Trịnh Văn Chiến, Lê Đức Thọ, Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến. Những nhân vật vừa kể trên được cho là các đồ đệ có mối quan hệ thân cận với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu không có sự liên quan mật thiết với ông Trọng, thì tại sao họ với tội trạng đầy mình vẫn được cơ cấu để trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy và còn thoát khỏi bị khởi tố, bắt giam? Chuyện cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ dưới dạng tiền lãi quả hay quả biếu lên tới 14 tỷ đồng từ bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty cổ phần tiến bộ IC là một ví dụ. Ngoài ra, trong thời gian tại chức, ông Chiến được cho là đã lợi dụng chức vụ khi bổ nhiệm hàng loạt người thân trong gia đình, họ hàng và các vị trí lãnh đạo cấp cao tại tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến. Mới nhất vào ngày 13 tháng 9, Truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và các bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh có liên quan đến công ty IC và bà Nhàn. Được biết, trong vụ này, ông Chiến nhận hối lộ từ IC 4 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2014 đến năm 2020, ông Chiến khai đã được bà Nhàn biếu 10 tỷ đồng vào các dịp lễ Tết. Như vậy, tổng số tiền ông Chiến đã nhận là 14 tỷ đồng. Công luận đặt câu hỏi, phải chăng đây chính là lý do ông Chiến đã chỉ đạo cho thuộc cấp tạo điều kiện cho IC trúng thầu với giá cao, gây thiệt hại cho nhà nước rất lớn. Theo một nguồn tin rò rỉ mới đây, Bộ Công an vẫn chưa từ bỏ kế hoạch bắt bà Nhàn, hiện đang tị nạn ở Đức, buộc bà phải về tự thú giống như ông Trịnh Xuân Thành. Chuyến thăm Cộng hòa Belarus mới đây của Bộ trưởng Lương Tam Quang có thể liên quan đến kế hoạch kể trên. Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kể trên, không thể không kể đến vai trò của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Tại thời điểm xảy ra sai phạm này, bà Đào Hồng Lan là Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, sau đó kế nhiệm Bí thư Nguyễn Nhân Chiến, một trong ba lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh. Do đó, nếu điều tra làm rõ và đầy đủ, thì chắc chắn cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan không thể vô can, bởi bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã giải rất nhiều tiền cho cả dàn lãnh đạo từ trên xuống dưới. Và chắc chắn trong danh sách đó phải có tên của bà Đào Hồng Lan là điều mà dư luận đang nghi ngờ. Trên mạng xã hội cũng có khẳng định rằng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thoát tội cũng vì là em gái thân thiết với Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi em gái Nhàn cao chạy xa bay. Đây là lý do, dù không có chuyên môn về y tế, song bà Lan vẫn được ưu ái cho ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, một chiếc ghế lắm bạc nhiều tiền. Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhân vật duy nhất còn lại trong tứ trụ, được cho là cao số. Bởi trước hội nghị Trung ương lần thứ 7, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để hất ông ra khỏi ghế Thủ tướng, nhưng bất thành. Cho đến gần đây, công luận mới té ngửa khi biết rằng, cũng như ông Chính, Tổng Bí thư Tô Lâm là đàn em thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chắc chắn sẽ thoát tội và được ăn ngon, ngủ kỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao Bộ trưởng Đào Hồng Lan thoát tội trong vụ án IC và Nguyễn Nhân Chiến. Vì sao đã đến lúc có thể đếm ngược được thời gian Trần Tuấn Anh sẽ bị sổ khám? Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có chủ trương sẽ dỡ bỏ di sản cũ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là về vấn đề nhân sự, để khẳng định đốt lò không có trường hợp ngoại lệ. Gần đây, các vụ liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã được cơ quan chức năng đốc thúc xử lý rốt ráo. Theo giới thạo tin, trong số các nhân sự cấp cao bị gọi tên có cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Mới đây nhất, Truyền thông Nhà nước đồng loạt đưa tin Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 12 bị can trong sai phạm trong việc ưu đãi giá điện xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vượng đã có ý đồ điều chỉnh đối tượng ưu đãi khác với chủ trương của chính phủ đối với các dự án điện mặt trời để mà vụ lợi. Cụ thể, ông Vượng đã tạo cơ chế riêng cho dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi là 9,35 cent trên 1 kW thay vì giá có 7,09. Được biết, nhà máy điện Trung Nam là một dự án công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam. Theo giới thạo tin, tập đoàn Trung Nam là sân sau của gia đình của ông Nguyễn Xuân Phúc,
và bà Trần Thị Nguyệt Thu. Kết luận điều tra các hành vi sai phạm của cựu Thứ trưởng Vượng đã gây thiệt hại khoảng hơn 900 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Mặc dù trước đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm theo quy định. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã mua điện và thanh toán 3.122 tỷ đồng cho nhà máy điện Trung Nam Thuận An để mua hơn 1,3 triệu kWh điện với giá cao hơn quy định. Tổng số tiền thiệt hại tính được đến tháng 1 năm 2023 ước chừng 774 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, cơ quan điện an ninh của Bộ Công an đã xác định số thiệt hại là hơn 900 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, ông Vượng khai đã nhận của công ty Trung Nam 1,5 tỷ đồng. Gia đình ông Vượng đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến khẳng định việc ông Vượng ưu ái với nhà máy điện Trung Nam thuộc Trung Nam Group, một sân sau của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc nói riêng, hay các công ty tư nhân nói chung, chắc chắn phải có sự lãi quả hay sự biếu xén quả cáp dưới gầm bàn. Với số liền tiền thiệt hại lên tới gần 1.000 tỷ đồng, chắc chắn số tiền lãi quả cho Bộ Công Thương không hề nhỏ, có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Và chắc chắn không thể không liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Trước đó, vào đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã khởi tố bắt giam đối với hàng loạt các lãnh đạo ở Bộ Công Thương và EVN, trong đó có hai thứ trưởng là Hoàng Quốc Vượng và Đỗ Thắng Hải, phụ tá thân cận của cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Công luận khẳng định những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, đồng thời đề nghị cần phải khởi tố hình sự và bắt giam thì mới thỏa đáng. Theo giới quan sát, những ý kiến nêu trên xuất hiện chỉ sau một ngày kể từ khi Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ các chức vụ để nghỉ hưu sớm trước tuổi 60. Đây là chỉ dấu được cho là ông Trần Tuấn Anh khó thoát tội và không thể dễ dàng được hạ cánh an toàn. Cũng xin nhắc lại, theo giới phân tích, việc Bộ Công an với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân cơ hội này triệt hạ những vây cánh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như ông Trần Tuấn Anh để lấy điểm với công luận là điều chắc chắn. Cơ hội đã quá chín muồi. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là lãnh đạo cứng rắn, thiên về tư bản và thích hưởng thụ? Sau một thời gian hết sức ngắn ngủi, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nắm giữ hai chức vụ hàng đầu là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Theo giới phân tích quốc tế, Tô Lâm là người thực dụng chỉ chú trọng kinh tế thay vì lý luận chính trị của Đảng. Đáng chú ý, ông là người thực thi các chính sách do Nguyễn Phú Trọng đề ra, nhưng ông cũng lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ cản bước ông trên con đường thao túng quyền lực. Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế dè dặt và đặt nghi vấn rằng phải chăng ông Tô Lâm là một tân lãnh đạo cứng rắn của Việt Nam, thiên về tư bản và là người thích hưởng thụ. Đây cũng chính là tiêu đề của bài nhận định trên tờ báo The Economist tuần qua, ghi rằng nhà lãnh đạo mới cứng rắn của Việt Nam thiên về tư bản và thích hưởng thụ. Bài báo đã gây ra sự ngạc nhiên và dẫn tới các bình luận trái chiều. Việc ông Tô Lâm là người thích hưởng thụ, tác giả đưa ra dẫn chứng là sự kiện bò rát vàng và cho rằng ông Lâm bị tai tiếng vì vụ hưởng thưởng thức món bò rát vàng của lầu đầu bếp nổi tiếng Cooker ở London sau khi đến thăm mộ của lãnh tụ Cộng sản Karl Marx. Trên mạng xã hội của người Việt Nam trước đây đã có chia sẻ cho rằng một bữa thịt bò rát vàng của ông Tô Lâm trị giá 37.000 bảng Anh, tương đương với 50.000 đô hay 1kg vàng vào thời điểm năm 2021 trong mùa đại dịch COVID-19, khi mà người dân cả nước đang quằn mình, rất nhiều người đã phải chết. Điều đáng chú ý, trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, ông Tô Lâm đã ghé qua thành phố Quảng Châu trước khi đi Bắc Kinh để tưởng niệm ông Hồ Chí Minh, bởi lý do tôn vinh các nhà lãnh đạo lão thành là điều kiện tiên quyết để thăng tiến trong chính trường ở Việt Nam. Tờ báo The Economist nói rằng ông Tô Lâm chọn thăm Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, cũng cho thấy tinh thần trọng thương mại, nghĩa là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ngầm ưu tiên cho tư bản chủ nghĩa chứ không phải là xã hội chủ nghĩa, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi và cổ suý. Quan hệ giữa ông Tô Lâm với lĩnh vực kinh tế tư nhân khiến người ta nghĩ rằng ông chú ý và quan tâm đến giới kinh doanh. Ngoài ra, ông Tô Dũng là em trai của Tổng Bí thư Tô Lâm, là một doanh nhân lớn sở hữu doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhất là bất động sản, năng lượng và đất hiếm. Ông Tô Dũng khởi nghiệp bắt đầu từ việc làm đại lý của thương hiệu xe máy Vespa tại Việt Nam. Dù Chủ tịch nước chỉ là một chức vụ tượng trưng, nhưng đó là một bước đệm để ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư sau khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời. Trong chính phủ Việt Nam hiện nay, số lượng các quan chức cấp cao xuất thân từ công an khá nhiều,
bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong khi phe quân đội chỉ chiếm có 4 trên 15 ghế trong Bộ Chính trị, thua phe Công an 1 ghế. Theo giới phân tích, đó là lý do có những đánh giá cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm nhạy cảm với các đối thủ từ phe quân đội hơn là những mối đe dọa khác bên ngoài. Theo giới phân tích quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm công du Trung Quốc trước và nay thì sắp đi Mỹ cho thấy ông không chỉ tiếp tục chính sách ngoại giao cây tre mà còn phải xử lý các vấn đề liên quan đến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh quốc tế diễn biến rất phức tạp. Tháng 10 tới đây, Quốc hội khóa 15 sẽ bầu tân chủ tịch nước và ông Tô Lâm sẽ phải thôi chức danh chủ tịch nước. Điều này nghĩa là nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam được tái duy trì. Đây là sự khác biệt so với mô hình nhất thể hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó cho thấy xu hướng suy yếu quyền lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là lãnh đạo cứng rắn, thiên về tư bản và thích hưởng thụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de